Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện ủy Đức Cơ đã chia sẻ với khó khăn của những cán bộ được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm, đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ tăng cường cơ sở phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm, luôn có tinh thần phấn đấu để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ ở cơ sở cần phải có bản lĩnh để quyết định những vấn đề của địa phương, tạo dựng được uy tín của tổ chức và phát huy vai trò lãnh đạo quản lý điều hành để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.